Thành phần: keo ong và mật ong manuka, etanol, chất làm ẩm propylene glycol, tinh dầu bạc hà. Công dụng: tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường hệ tiêu hóa, lưu thông máu huyết, thận yếu, viêm họng, đau đầu, cao huyết áp, cảm cúm, khi áp an thần ngủ sâu, kháng khuẩn chống viêm, giảm căng thẳng mệt mỏi. Cải thiện sắc tố da, cải thiện tiến trình lão hóa. Lưu ý: người lớn và trẻ em trên 2 tuổi. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh không dùng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm, keo ong có thể gây dị ứng và kích ứng da. Thử nghiệm trên da trước khi sử dụng, ngưng sử dụng khi da bị kích ứng hoặc sưng tấy cổ họng và miệng. Không dùng cho trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi, nếu triệu chứng không giảm hãy tham thảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Sản phẩm có chứa ethanol, bảo quản, ở nhiệt độ 30 không sử dụng.